Từ nhà thi đấu thể thao tỉnh Ninh Bình, nơi đang diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền lần thứ 17 năm 2023. Hôm nay là ngày thi đấu thứ hai và trận đấu mà chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây sẽ là trận đấu thứ ba trong ngày hôm nay. Cặp đấu ở bảng B của nữ giữa Bộ Tư lệnh Thông tin và Hà Phú Thanh Hóa. Điều khiển trận đấu giữa Bộ Tư lệnh Thông tin và Hà Phú Thanh Hóa là tổ trọng tài của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Trọng tài thứ nhất là ông Lương Anh Hùng và trọng tài thứ hai đó là ông Lã Quang Hòa. Ở trận đấu này thì Hà Phú Thanh Hóa sẽ thi đấu trong trang phục áo màu vàng và đội hình ra sân của Hà Phú Thanh Hóa ở trong set đấu đầu tiên gồm có số 16 cây truyền 2 Lê Thị Dung, số 9 chủ công Hồng Ngọc, số 5 chủ công Nguyễn Thị Hiền, số 8 chủ công Hoàng Thị Thảo, số 12 phụ công Trịnh Thị Huyền và libero số 20 Phạm Thị Thúy. Huấn luyện viên trưởng của Hà Phú Thanh Hóa đó là huấn luyện viên Đỗ Văn Niên. Bên phía Bộ Tư lệnh Thông tin họ sẽ thi đấu trong trang phục áo màu trắng và đội hình ra sân của Bộ Tư lệnh Thông tin ở trong set đấu đầu tiên gồm có số 19 cây truyền 2 Lâm Oanh đội trưởng, số 17 chủ công Nguyễn Thị Phương, số 14 phụ công Lệ Thảo, số 11 đối truyền Kiều Trinh, số 7 chủ công Nguyễn Anh, số 8 phụ công Việt Hương và libero số 1 Lily. Huấn luyện viên trưởng của Bộ Tư lệnh Thông tin đó là huấn luyện viên Phạm Minh Dũng. Bộ Tư lệnh Thông tin là đội bóng đã vào tới trận chung kết của giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm ngoái. Đó là trận đấu mà họ đã để thua trước VTV Bình Điền Long An. Và năm nay thì mục tiêu của Bộ Tư lệnh Thông tin, hay nói đúng hơn là chỉ tiêu được ban lãnh đạo đội bóng giao cho thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Dũng trước giờ lên đường tới Ninh Bình, đó chính là giành chức vô địch của giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm nay. Lâm Oanh, Kiều Trinh, Lê Thị Dung, pha đánh bóng của Hồng Ngọc. Hồng Ngọc không thắng được các tay chắn của Thông tin. Những tình huống chắn bóng của Kiều Trinh và Lệ Thảo. Điểm số đầu tiên của trận đấu đã thuộc về Hà Phú Thanh Hóa 1-0. Ở mùa giải 2023 này thì Bộ Tư lệnh Thông tin chưa có được sự phục vụ của hai vận động viên kỳ cựu, đó là truyền hai Linh Chi và phụ công Bùi Thị Nga. Đó là những vận động viên đều đã lập gia đình trong năm 2022 vừa qua. Lúc này thì chơi thế vị trí phụ công của Bùi Thị Nga đang là Lệ Thảo. Một gương mặt cũng đã từng có thời gian được cho mượn tới Thanh Hóa. Trong khi đó thì vị trí của Linh Trì đang được đảm nhiệm bởi Lâm Oanh. Thêm một điểm nữa cho Bộ Tư lệnh Thông tin, 1-2. Sau khi Bùi Thị Nga chưa thể thi đấu ở mùa giải 2023 này, thì bằng đội trưởng của Bộ Tư lệnh Thông tin đã được trao lại cho Lâm Oanh, cây truyền 2 số 1. Có thể nói là như vậy không chỉ ở Bộ Tư lệnh Thông tin mà ở cả bóng chuyền nữ Việt Nam thời điểm hiện nay. Pha đánh bóng của Hoàng Thị Thảo, bóng đi ra ngoài, hai đều cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Mùa giải vô địch quốc gia năm ngoái là một mùa giải đáng quên với thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Dũng khi họ đã không thể góp mặt trong top 4 lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Tuy nhiên sau đó thì Bộ Tư lệnh Thông tin, hay nói đúng hơn là tuyển bóng chuyền nữ quân đội, đã có được huy vàng tại Đại hội Thể thao Toàn quốc diễn ra ở Quảng Ninh. 3-2 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Năm nay thì Bộ Tư lệnh Thông tin tiếp tục không thuê ngoại binh ở mùa giải vô địch quốc gia 2023 này. Họ vẫn tin tưởng vào dàn nội binh đang có trong tay. Bước 1 không tốt của Hà Phú Thanh Hóa. Đây là cơ hội cho Thông tin. Pha đánh bóng của phụ công Lệ Thảo. 4-2 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Lệ Thảo là phụ công có chiều cao lên tới 1m85, chỉ thấp hơn đúng 1cm so với người đàn chị Bùi Thị Nga.
điểm cho Hà Phú Thanh Hóa 3-4. Chúng ta sẽ cùng xem lại một tình huống tổ chức tấn công ở khu vực giữa sân của Hà Phú Thanh Hóa, và người ghi điểm đó là chủ công Nguyễn Thị Hiền, người đang chơi thay cho đội trưởng của đội bóng Lê Thị Lan trong trận đấu ngày hôm nay. Điểm cho Hà Phú Thanh Hóa 4-4. 4-4 cho Hà Phú Thanh Hóa. Tình huống phát bóng của phụ công Bùi Thị Nga, Lâm Oanh và Nguyễn Thị Phương. Không, đó là Lễ Thảo. 5-4 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Bóng ra ngoài, đó là điểm cho Hà Phú Thanh Hóa 5-5. Tại giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm nay thì Bộ Tư lệnh Thông tin và Hà Phú Thanh Hóa nằm chung bảng B cùng với đội chủ nhà Ninh Bình Liên Việt Postbank. Hôm qua thì Hà Phú Thanh Hóa đã để thua 0-3 trước Ninh Bình Liên Việt Postbank. Nguyệt Anh. Thêm một điểm nữa cho Bộ Tư lệnh Thông tin, 6-5. Tình huống phát bóng của Kiều Trinh. Lê Thị Dung và Hoàng Thị Thảo. Đó là một tình huống bỏ nhỏ của chủ công mang áo số 8. 6-6 cho Hà Phú Thanh Hóa. Tình huống phát bóng của Hoàng Thị Thảo. Lâm Oanh. Và đây là Việt Hương. 7-6 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Đây sẽ là tình huống phát bóng của chủ công Nguyễn Anh. Nguyễn Anh là một thành viên của tuyển bóng chuyền nữ quốc gia dưới thời huấn luyện viên trưởng đương nhiệm ông Nguyễn Tuấn Kiệt. Tình huống phòng thủ rất khó khăn của các cô gái Hà Phú Thanh Hóa. Và đó là pha đánh bóng của Nguyễn Thị Phương. 8-6 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Một tình huống chuyền dài của Nguyễn Anh. Xin lỗi, của Lâm Oanh cho Nguyễn Thị Phương. Bước 1-0 tốt của Hoàng Thị Thảo và thêm một điểm nữa cho Bộ Tư lệnh Thông tin, 9-6. Việt Anh phát bóng. Pha đánh bóng của Hồng Ngọc, và người đã có tình huống bắt bước 1 tốt đó là Nguyệt Anh. Tuy nhiên sau đó thì tình huống dứt điểm của tay đập bên phía Bộ Tư lệnh Thông tin, bóng lại đi ra ngoài. 7-9 cho Hà Phú Thanh Hóa. Đây là tình huống phát bóng của phụ công Trịnh Thị Huyền. Tân Bình đã gia nhập Hà Phú Thanh Hóa từ Hóa chất Đức Giang Hà Nội ở mùa giải năm nay. Lê Thị Dung. Nguyễn Thị Phương.
Không, đó là Nguyệt Anh. Một pha đánh bóng từ hàng sau của Nguyệt Anh. Bộ Tư lệnh Thông tin 17. 17 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Người phát bóng là Việt Hương, phụ công quê ở Phú Thọ. Điểm Hà Phú Thanh Hóa 8-10 cho Hà Phú Thanh Hóa. Trên khán đài của nhà thi đấu thể thao tỉnh Ninh Bình trong ngày hôm nay thì chúng tôi cũng thấy được sự xuất hiện của huấn luyện viên Thái Quang Lai, cựu huấn luyện viên của Sân Khánh Hòa và đội bóng chuyền Nam Hà Tĩnh. Đã có những thông tin về việc huấn luyện viên Thái Quang Lai rất có thể sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng của Hà Phú Thanh Hóa trước khi đội bóng này bước vào vòng 1 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay. Và lúc này thì huấn luyện viên Thái Quang Lai đang có mặt để theo dõi các cô gái Hà Phú Thanh Hóa thi đấu. Theo kết quả bốc thăm chia bảng của giải vô địch quốc gia năm nay thì Hà Phú Thanh Hóa sẽ nằm ở bảng B cùng với 4 đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh, Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng, VTV Bình Điền Long An và Bộ Tư lệnh Thông tin. Đó là bảng đấu sẽ thi đấu từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3. Nghĩa là sẽ có khoảng gần 1 tháng để huấn luyện viên Thái Quang Lai có thể tiếp quản Hà Phú Thanh Hóa và dẫn dắt đội bóng này chuẩn bị cho mùa giải vô địch quốc gia năm nay. Hồng Ngọc đã không thể có được một tình huống phòng thủ hàng sau thành công. 12-9 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Pha đánh bóng là của Nguyễn Thị Hiền. Hoàng Thị Thảo. Bóng rơi trong sân của Hà Phú Thanh Hóa. Đó là một tình huống chắn bóng ghi điểm của các cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin. 13-9 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Đội bóng áo trắng đang nới dần cách biệt về điểm số với đối thủ Hà Phú Thanh Hóa. Lê Thị Dung, Lê Thị Lan, còn đó là Bùi Thị Nga, Nguyễn Thị Hiền, Nguyệt Anh, Hoàng Thị Thảo vẫn không thể qua được các tay chắn của Thông tin. Pha bỏ nhỏ của Nguyễn Thị Hiền. Và đây là pha đánh bóng của Hoàng Thị Thảo, đã không thể có được một tình huống cứu bóng thành công của Libero Thuy Linh. 10-13 cho Hà Phú Thanh Hóa. Đây là tình huống phát bóng của phụ công Bùi Thị Nga. Một điểm nữa cho Hà Phú Thanh Hóa. 11-13. Pha đánh bóng của Kiều Trinh. Điểm Bộ Tư lệnh Thông tin 14-11. Hoàng Thị Thảo không thắng được tay chắn của Việt Hương. Việt Anh. Đó là điểm số cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Điểm Bộ Tư lệnh Thông tin 15. Trọng tài xác định bóng đã chạm vào tay chắn của Hà Phú Thanh Hóa trước khi đi ra ngoài sân. 14-11 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Đây sẽ là tình huống phát bóng của phụ công Lệ Thảo. Người đang được thử nghiệm chơi vai trò thay thế cho vị trí khoảng trống của Bùi Thị Nga.
Lê Thị Dung và Trịnh Thị Huyền. Một điểm nữa cho Bộ Tư lệnh Thông tin. 16-11 rồi. Các cô gái Hà Phú Thanh Hóa đang gặp rất nhiều khó khăn trước những tình huống bám chắn của Bộ Tư lệnh Thông tin, và huấn luyện viên Đỗ Văn Niên đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý thứ nhất của Hà Phú Thanh Hóa ở trong set đấu đầu tiên này. Đội hình của Hà Phú Thanh Hóa không có nhiều sự thay đổi so với những mùa giải trước đây. Họ vẫn là một đội bóng mà qua từng mùa giải vô địch quốc gia chỉ đặt mục tiêu là trụ hạng mà thôi. Năm nay thì Hà Phú Thanh Hóa đã có thêm sự tăng cường nhân sự khi họ đã chiêu mộ thành công phụ công Trịnh Thị Huyền từ Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Nhưng rõ ràng là đối đầu với Bộ Tư lệnh Thông tin, một trong những đội bóng top đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay, thì Hà Phú Thanh Hóa đang bộc lộ ra rất nhiều điểm yếu của mình. Điểm Hà Phú Thanh Hóa 12. Hay có thể nói là phía bên kia đối thủ của họ quá mạnh. Vừa có thêm một điểm nữa cho Hà Phú Thanh Hóa 12-17. Hôm qua thì Hà Phú Thanh Hóa đã để thua 0-3 trước Ninh Bình Liên Việt Postbank. Pha đánh bóng của Hoàng Thị Thảo. Điểm Hà Phú Thanh Hóa 13-17 cho Hà Phú Thanh Hóa. Sẽ tiếp tục là tình huống phát bóng của chủ công đối chuyền Nguyễn Thị Hiền. Nguyễn Thị Hiền là vận động viên đang được chơi ở vị trí đối chuyền thay cho người đội trưởng chủ công mang áo số 17 Lê Thị Lan. Nguyệt Anh, Lê Thị Dung chuyền cho ai? Không được, một tình huống phối hợp không tốt giữa Lê Thị Dung và Nguyễn Thị Hiền. Những tình huống xử lý bóng rất là bập của các cô gái Hà Phú Thanh Hóa. Một pha phòng thủ sau không tốt của Hồng Ngọc, pha bắt bóng một dở của chủ công mang áo số 9 này, và đã tạo cơ hội cho Bộ Tư lệnh Thông tin có thêm một điểm nữa. 18-13. Số 19 ra sân, số 6 vào sân. Như vậy là Bộ Tư lệnh Thông tin đã thay liền hai vận động viên. Thanh Hương đã được tung vào sân để thay thế cho Kiều Trinh ở vị trí đối chuyền. Và ở vị trí chuyền 2 thì Khánh Huyền đã được tung vào sân để thay thế cho Lâm Oanh. Đó là pha ghi điểm của Thanh Hương. 19-13 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Thanh Hương là một vận động viên tương đối đa năng, đối chuyền đến vị trí phụ công. Thế trận đang nghiêng về phía Bộ Tư lệnh Thông tin, và huấn luyện viên Phạm Minh Dũng lúc này đang trao cơ hội thi đấu nhiều hơn cho những nhân tố dự bị. Kiều Trinh và Lâm Oanh, hai vận động viên rất quan trọng trong đội hình chính của Bộ Tư lệnh Thông tin, đã tạm thời được rút ra nghỉ, và cơ hội thi đấu đang được trao lại cho hai vận động viên dự bị đối chuyền Thanh Hương và chuyền 2 Khánh Huyền. Khánh Huyền đập chồng, đó là pha ghi điểm của Thanh Hương. Điểm Hà Phú Thanh Hóa 14-20. 14-20. Như vậy là trọng tài xác định Thanh Hương đánh bóng đi ra ngoài, góc quay trận này cũng đã cho thấy điều đó. Điểm số cho Hà Phú Thanh Hóa 14-20.
Tình huống phát bóng của chủ công Hoàng Thị Thảo. Khánh Huyền chuyền cho ai? Được chuyền sau đầu cho Việt Hương. Đã có thêm một điểm nữa cho Hà Phú Thanh Hóa. 15-20. Vị trí chuyền hai trên sân là một vị trí rất quan trọng, một vị trí được ví là chiếm tới 50% sức mạnh của đội bóng. Và lúc này thì vị trí chuyền hai trên sân của Bộ Tư lệnh Thông tin đang được huấn luyện viên Phạm Minh Dũng trao lại cho Khánh Huyền, một vận động viên sinh năm 2005, tức là năm nay Khánh Huyền mới chỉ 17-18 tuổi mà thôi, rất trẻ. Và những trận đấu như thế này với những đối thủ không quá khó chịu, nhưng Hà Phú Thanh Hóa sẽ là những cơ hội để cho Khánh Huyền được thử lửa, được tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Khánh Huyền. Và đây là Nguyệt Anh, điểm số cho Bộ Tư lệnh Thông tin 21-16. Khoảng trống ở vị trí chuyền hai là điều mà người ta đã thấy ở Bộ Tư lệnh Thông tin tại Đại hội Thể thao Toàn quốc vừa qua. Dù cho đó là một giải đấu rất thành công với thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Dũng khi mà họ đã có được tấm huy chương vàng trong màu áo tuyển nữ quân đội, nhưng ở trận chung kết thì một mình Lâm Oanh là cây chuyền hai chính của tuyển nữ quân đội trong trận chung kết môn bóng chuyền nữ tại Đại hội Thể thao Toàn quốc. Lâm Oanh chuyền từ đầu đến cuối. Đó là điểm cho Hà Phú Thanh Hóa khi mà vận động viên của Thông tin đã phát bóng đi ra ngoài sân. 17-22. Cách biệt vẫn đang là 5 điểm. Mọi chuyện vẫn đang thuộc về Thông tin. Trịnh Thị Huyền phát bóng. Khánh Huyền một đường chuyền sau đầu cho Thanh Hương, nhưng Thanh Hương lại không di chuyển. Một điểm nữa cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Và đó là pha ghi điểm của Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, chủ công mang áo số 2. Phương Thùy đang được tung vào sân để thay cho Nguyễn Thị Phương. Pha đánh bóng của Lễ Thảo, thêm một điểm nữa cho Bộ Tư lệnh Thông tin. 24-17. Set point cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Đặc biệt là quá lớn. Thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đang có tới 7 cơ hội để có thể giành chiến thắng ở trong set đấu đầu tiên này. Một tình huống chắn bóng thành công của Hà Phú Thanh Hóa. Một tình huống chắn đôi với Bùi Thị Nga và Hồng Ngọc. 18-24 cho Hà Phú Thanh Hóa. Người phát bóng là chuyền hai Lê Thị Dung. Thêm một tình huống nữa không có được sức ăn ý giữa chuyền hai Khánh Huyền và phụ công Lễ Thảo. Và huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Lần hội ý đầu tiên của Bộ Tư lệnh Thông tin ở trong set đấu mở màn. Mọi chuyện vẫn đang nằm trong quyền kiểm soát của Bộ Tư lệnh Thông tin khi mà họ vẫn đang có được cách biệt 5 điểm với Hà Phú Thanh Hóa. Trong bối cảnh thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Dũng chỉ cần thêm đúng một điểm nữa để giành chiến thắng ở trong set đầu. Kiều Trinh và Nguyễn Thị Phương, những nhân tố trong đội hình chính của Bộ Tư lệnh Thông tin, cùng với chuyền hai Lâm Oanh đã được rút ra để nghỉ ngơi. Lúc này thì cơ hội thi đấu đang được giao lại cho những vận động viên trẻ hơn, những vận động viên mà ở những trận đấu quan trọng rất có thể sẽ chỉ đóng vai trò dự bị mà thôi. Đó là Khánh Huyền và Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, một vận động viên, một chủ công còn rất trẻ, năm ngoái còn thi đấu ở cấp độ trẻ. Và đã có được điểm số quyết định cho Bộ Tư lệnh Thông tin ở trong set đấu đầu tiên này. Như vậy là Bộ Tư lệnh Thông tin là đội bóng giành chiến thắng ở trong set 1 với tỷ số là 25-19.
Bộ Tư lệnh Thông tin tạm dẫn 1-0 trước Hà Phú Thanh Hóa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại với nhà thi đấu thể thao tỉnh Ninh Bình để theo dõi những diễn biến trực tiếp ngày thi đấu thứ hai của giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền lần thứ 17 năm 2023. Cặp đấu giữa Bộ Tư lệnh Thông tin và Hà Phú Thanh Hóa, cặp đấu ở bảng B của nữ. Lúc này thì hai đội bóng đã bước vào set đấu thứ hai, và ở set đầu tiên thì Bộ Tư lệnh Thông tin đã có được chiến thắng với tỷ số là 25-19, và điểm số đầu tiên của set đấu thứ hai cũng đã thuộc về Bộ Tư lệnh Thông tin. Người ghi điểm đó là phụ công Lệ Thảo. Tình huống phát bóng của chủ công Nguyễn Thị Phương. 2-0 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. 2-0. Nếu như Bộ Tư lệnh Thông tin có được chiến thắng trước Hà Phú Thanh Hóa thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc hai tấm vé đi tiếp vào vòng đấu bán kết ở bảng B của nữ đã được xác định. Và cặp đấu diễn ra vào ngày mai giữa Ninh Bình Liên Việt Postbank, đội bóng chủ nhà, và Bộ Tư lệnh Thông tin sẽ chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi nhất nhì của bảng đấu mà thôi. Hà Phú Thanh Hóa sẽ chơi trận đấu xếp hạng 5-6. Và như vậy là bên phía Bộ Tư lệnh Thông tin, huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đã quyết định đưa phụ công Phạm Thị Hiền vào sân để thay cho Lệ Thảo. Phạm Thị Hiền là phụ công chính của Bộ Tư lệnh Thông tin trong mùa giải 2022 vừa qua. Đó là một mùa giải mà Phạm Thị Hiền đã chơi phải nói là rất hay. Pha đánh bóng của Nguyệt Anh. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. 3-2. Một tình huống lăn xả của Lê Thị Hạnh nhưng không thể cứu được bóng. Không được. Phạm Thị Hiền đã không thể có được một tình huống phòng thủ hàng sau thành công. Tỷ
số bây giờ là 3 đều. Bước 1 không tốt của Thông Tin. Hoàng Thị Thảo, Lâm Oanh, Lâm Oanh và Nguyệt Anh. Đây là cơ hội cho Bộ Tư lệnh Thông Tin. Pha đánh bóng của phụ công Việt Hương, một tình huống đánh một chân sau đầu, nhưng bóng đã đi ra ngoài và đó là điểm số cho Hà Phú Thanh Hóa 4-3. Tình huống phát bóng của phụ công Bùi Thị Nga. Đó là pha đánh bóng ở khu vực giữa sân. Tình huống ghi điểm của Kiều Trinh. 4 đều. Lê Thị Dung, Nguyệt Anh. Một điểm nữa cho Bộ Tư lệnh Thông Tin. 5-4. Pha đánh bóng của Lê Thị Hạnh. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông Tin. Lê Thị Hạnh đã đánh bóng trúng vào người của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng và điều đó cũng đồng nghĩa là pha đập bóng của tay đập số 4 này, bóng đã đi ra ngoài. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông Tin 6-4. Điểm 5-6 cho Hà Phú Thanh Hóa. 5-6. Trận đấu mà chúng ta đang theo dõi cũng là trận đấu thứ 3 trong ngày hôm nay, ngày thi đấu thứ 2 của giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền lần thứ 17. Trận đấu muộn nhất trong ngày hôm nay, trận đấu thứ 4 sẽ là cặp đấu ở bảng B của Nam, Sơn Hội và Hà Tĩnh. Hôm qua thì Hà Tĩnh đã để thua 1-3 trước đội bóng chủ nhà, đội bóng Nam Ninh Bình đến với Postbank. Tình huống phát bóng của Nguyệt Anh. Phát bóng không qua lưới, điểm cho Hà Phú Thanh Hóa 6-7. Lâm Oanh và Nguyễn Thị Phương. 8-6 cho Bộ Tư lệnh Thông Tin. 8-6. Pha đánh bóng của Hoàng Thị Thảo, bóng đã đi ra ngoài. 9-6 cho Bộ Tư lệnh Thông Tin. Hồng Ngọc đánh bóng ra ngoài mất rồi, đó là điểm số cho Bộ Tư lệnh Thông Tin 16. Có tình huống xin tạm dừng trận đấu để hội ý của Hà Phú Thanh Hóa. Lần hội ý đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Đỗ Văn Niên ở trong set đấu thứ hai này. Trong nhà thi đấu thể thao tỉnh Ninh Bình lúc này có sự xuất hiện của huấn luyện viên Thái Quang Lai, người được đồn đoán và rất nhiều khả năng sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng của Hà Phú Thanh Hóa trước khi đội bóng này bước vào vòng 1 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Hết thời gian rồi, mời đội vào sân.
bắt bóng một rất không tốt. Một tình huống bắt bóng một không tốt. 11-6. Đó là tình huống bắt bóng một của đội trưởng Lê Thị Lan bên phía Hà Phú Thanh Hóa, và tỷ số được nới rộng lên thành 11-6 cho Bộ Tư lệnh Thông tin ở trong set 2. Lê Thị Dung và Hồng Ngọc không qua được các tay chắn của Thông tin với Phạm Thị Hiền và Lâm Mạnh. Phạm Thị Hiền, một điểm nữa cho Bộ Tư lệnh Thông tin, 12-6. Điểm Bộ Tư lệnh Thông tin 13-6 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Thêm một điểm nữa cho đội bóng này. Có vẻ như là trọng tài đã bắt lỗi với pha đánh bóng vừa rồi của Lê Thị Hạnh, dường như là lỗi chính bóng. Lần này thì đã có điểm cho Hà Phú Thanh Hóa. 7-13. Đã có điểm số cho Bộ Tư lệnh Thông tin 14-7. Điểm Bộ Tư lệnh Thông tin 15-7 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Số 11 ra sân, số 6 vào sân. Và như thường lệ, khi mà Bộ Tư lệnh Thông tin đã tạo ra tương đối với đối thủ Hà Phú Thanh Hóa, thì huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đang trao cơ hội thi đấu cho những vận động viên dự bị. Thanh Hương đã vừa vào sân để thay cho Kiều Trinh. Điểm Bộ Tư lệnh Thông tin 16-7. 16-7 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Trọng tài đã bắt lỗi với vận động viên của Hà Phú Thanh Hóa. Lâm Anh phát bóng. Hồng Ngọc. Điểm cho Hà Phú Thanh Hóa. 8-16. Không được, một tình huống không ăn ý giữa Nguyễn Thị Phương và Phạm Thị Hiền. 16. Một tình huống không ăn ý giữa Nguyễn Thị Phương và Phạm Thị Hiền. Hiền có lẽ là đã chờ đợi Lâm Oanh chuyền bóng để mình tấn công trong pha bóng vừa rồi, nhưng Lâm Oanh lại né ra. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. 17-9. Điểm Bộ Tư lệnh Thông tin 18-9 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Số 7 ra sân, số 15 Mỹ Hằng vào sân để thay cho Nguyệt Anh ở vị trí chủ công. Một chủ công trẻ cũng đã từng được cho mượn tới nhiều đội bóng khác để thi đấu ở sân chơi vô địch quốc gia. Điểm Hà Phú Thanh Hóa 10-18. Hà Phú Thanh Hóa.
Người phát bóng là Hồng Ngọc. Pha đánh bóng của chủ công Mỹ Hằng. 19-10 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Điểm cho Hà Phú Thanh Hóa 11-19. Bộ Tư lệnh Thông tin xin thay người. Số 8 ra sân, số 18 vào sân. Việt Hương rời sân và người vào sân đó là Hồng Linh. Tiếp tục là một sự thay đổi để tạo điều kiện thi đấu cho các vận động viên trẻ. Hồng Linh là phụ công sinh năm 2007. Hoàng Thị Thảo. Mỹ Hằng. Đó là pha đánh bóng của Hồng Linh. Phụ công được tung vào sân để thay thế cho Việt Hương. 10-11 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Hồng Linh là một phụ công trẻ đầy triển vọng của Bộ Tư lệnh Thông tin. Ở mùa giải 2023 này thì Bộ Tư lệnh Thông tin sẽ tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia với đội hình gồm 4 phụ công. Đó là Phạm Thị Hiền, Trần Việt Hương, Phạm Thị Lệ Thảo và Đỗ Hồng Linh. Trong đó thì Phạm Thị Hiền và Việt Hương đang là hai phụ công có nhiều kinh nghiệm thi đấu nhất và rất có thể sẽ là cả phụ công chính trong đội hình của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng. Điểm Hà Phú Thanh Hóa 13-20. Lâm Anh. Người vừa đánh bóng là Hồng Linh. Hồng Ngọc. Không, đó là Lê Thị Hạnh. Hoàng Thị Thảo vẫn không thể thắng được tay chắn của Bộ Tư lệnh Thông tin. Những tình huống chắn bóng, bám chắn tốt của Hồng Linh. Một phụ công năm nay còn rất trẻ, mới chỉ 16 tuổi. Hồng Linh có chiều cao ấn tượng 1m82. Và đây mới là một vận động viên mới chỉ 16 tuổi. Có nghĩa là vẫn còn tiềm năng, vẫn còn khả năng để có thể phát triển thêm về sau. Tiếp tục là tình huống chắn bóng của Hồng Linh. Mỹ Hằng đánh bóng từ hàng sau nhưng đã không qua được các tay chắn của Hà Phú Thanh Hóa. Đó là điểm số cho Hà Phú Thanh Hóa 14-21. Hoàng Thị Thảo phát bóng. Một điểm nữa cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Bộ Tư lệnh Thông tin 22-14. 22-14. Đây là tình huống phát bóng của Hồng Linh. Với độ tuổi 16 của mình thì Hồng Linh đang là vận động viên trẻ nhất thi đấu trên sân lúc này. Hồng Ngọc. Không được, một tình huống không ăn ý của các cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin. Họ đã bị trọng tài bắt lỗi hai chạm. 15-22 cho Hà Phú Thanh Hóa. Lê Thị Hạnh phát bóng. Một điểm nữa cho Hà Phú Thanh Hóa. Một tình huống phát bóng ăn điểm ngay. 16-22. Không được, bước một không tốt của Mỹ Hằng. Điểm Bộ Tư lệnh Thông tin 23. Thật may là vẫn có điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. 23-16. Một tình huống bắt bước một
không tốt của Mỹ Hằng, bóng đã nảy hẳn sang bên phần sân của Hà Phú Thanh Hóa. Lâm Anh phát bóng. Phát bóng không tốt. 17-23. Điểm cho Hà Phú Thanh Hóa. Người phát bóng là cây chuyền hai Lê Thị Dung. Lâm Anh. Đó là pha ghi điểm của Nguyễn Thị Phương. Nhưng bóng đã đi ra ngoài. Pha đánh bóng của Nguyễn Thị Phương, bóng đã đi ra ngoài. Và đó là điểm số cho Hà Phú Thanh Hóa 18-23. Bóng ra ngoài. Đúng là như vậy. Góc quay chậm này đã cho thấy điều đó. Lâm Oanh. Lâm Oanh và Thanh Hương. Pha bỏ nhỏ của Thanh Hương. 24-18 set point. Set point cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Nguyễn Thị Phương phát bóng. Pha đánh bóng của phụ công Bùi Thị Nga. 25-18 và như vậy là Mỹ Hằng đã mang về chiến thắng thứ hai cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Set thắng thứ hai cho Bộ Tư lệnh Thông tin và như vậy là sau hai set đấu, Thông tin đang tạm dẫn Hà Phú Thanh Hóa với tỷ số là 2-0. Thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Dũng còn cách chiến thắng chung cuộc một set đấu nữa thôi. Tỷ số là 25-18 nghiêng về Bộ Tư lệnh Thông tin ở trong set đấu thứ hai. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại với trận đấu giữa Bộ Tư lệnh Thông tin và Hà Phú Thanh Hóa. Trận đấu trong khuôn khổ ngày thi đấu thứ hai của giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2023. Giải đấu đang diễn ra tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Ninh Bình. Lúc này thì hai đội chuẩn bị bước vào set đấu thứ ba. Và đây là Lâm Oanh, đội trưởng của Bộ Tư lệnh Thông tin ở mùa giải 2023 này. Một pha bắt bóng một không tốt của Hoàng Thị Thảo. 1-0 cho Bộ Tư lệnh Thông tin ở set đấu thứ 3. Thêm một set thắng nữa thì thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Dũng sẽ có được chiến thắng chung cuộc trong trận đấu ngày hôm nay. Và đây, phụ công số 18 Đỗ Hồng Linh là vận động viên trẻ nhất đang thi đấu trên sân. Một phụ công sinh năm 2007, năm nay mới chỉ 16 tuổi mà thôi. 16 tuổi nhưng đã có chiều cao rất ấn tượng lên tới 1m82. Một đều cho Hà Phú Thanh Hóa.
phát bóng đi ra ngoài. Điểm Bộ Tư lệnh Thông tin. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. 2-1. Tình huống phát bóng hỏng của Hồng Ngọc. Hai pha đánh bóng liên tiếp của chủ công Hoàng Thị Thảo. Và đó là pha đánh bóng cắm của Nguyệt Anh. 3-1 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Lê Thị Dung, Lê Thị Dung và Trịnh Thị Huyền. Điểm Hà Phú Thanh Hóa 2-3. Cho Hà Phú Thanh Hóa. Đây là Trịnh Thị Huyền, tân binh của Hà Phú Thanh Hóa, đã chiêu mộ từ Hóa Chất Đức Giang Hà Nội ở mùa giải 2023 này. Lâm Oanh và Thanh Hương. Và đó là pha ghi điểm của Lê Thị Hạnh. 3-3 cho Hà Phú Thanh Hóa. Năm ngoái thì đội trẻ của Bộ Tư lệnh Thông tin đã đăng quang tại giải vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc. Điểm Bộ Tư lệnh Thông tin 4-3 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Hồng Linh phát bóng. Pha đánh bóng của điểm Hà Phú Thanh Hóa 4-4. 4-4. Đó là pha đánh bóng của đội trưởng Lê Thị Lan. Chủ công mang áo số 17. 4-4 cho Hà Phú Thanh Hóa. Lê Thị Lan phát bóng. Lâm Oanh. Nguyễn Thị Phương, một pha tấn công từ hàng sau. Điểm cho Hà Phú Thanh Hóa. 5-4. 5-4 đã có lỗi chạm lưới với một vận động viên của Bộ Tư lệnh Thông tin. Có vẻ như là lỗi chạm lưới với Nguyệt Anh. Đúng là như vậy. Trọng tài thứ hai, ông Lã Quang Hòa đã bắt lỗi chạm lưới với Nguyệt Anh. Lâm Anh, một đường chuyền sau đầu. Pha đánh bóng của phụ công Việt Hương. Một tình huống đánh long ngắn. 5-5. Hoàng Thị Thảo không qua được các tay chắn của Thông tin. Không ăn ý với nhau và cơ hội tấn công đã trôi qua. Đó là một tình huống đánh hai chuyền của chuyền hai Lê Thị Dung bên phía Thanh Hóa. Lê Thị Dung, Hoàng Thị Thảo, một pha bỏ nhỏ. Và đó là pha đánh bóng của Thanh Hương. Điểm Hà Phú Thanh Hóa 6-5. 6-5 cho Hà Phú Thanh Hóa. Bóng đã đi ra ngoài sau pha đánh bóng vừa rồi của Thanh Hương. Lâm Oanh, đường chuyền dài ra biên 4 cho Nguyệt Anh. Điểm Bộ Tư lệnh Thông tin 6-6 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Đều.
Nguyệt Anh phát bóng. Hồng Ngọc. Bóng trong sân. Đó là một tình huống bỏ bóng của Nguyệt Anh ở hàng sau. Chủ công số 7 của Bộ Tư lệnh Thông tin phán đoán rằng bóng sẽ đi ra ngoài. Nhưng bóng lại rơi trong sân. Thêm một điểm nữa cho Hà Phú Thanh Hóa, 8-6. Kiều Trinh đã được tung vào sân. Kiều Trinh trở lại sân thay cho Thanh Hương. Như vậy là huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đã tung đối chuyền chính của mình trở lại sân sau khi Bộ Tư lệnh Thông tin để Hà Phú Thanh Hóa dẫn điểm. Tình huống phối hợp không thực sự tốt của các cô gái thông tin. Lâm Oanh và đây là Nguyễn Thị Phương. Một điểm nữa cho Bộ Tư lệnh Thông tin, 7-8. Việt Hương phát bóng. Một tình huống bỏ chuyền của Lê Thị Dung. 9-7 cho Hà Phú Thanh Hóa. Trong những năm gần đây thì các chuyền hai của bóng chuyền Việt Nam rất thường xuyên có những tình huống đánh hai chuyền. Những tình huống sẽ tạo nên sự bất ngờ cho các vận động viên đối thủ. Và đánh bóng của Hồng Ngọc nhưng hơi với, và thêm một điểm nữa cho Bộ Tư lệnh Thông tin, 8-9. Hồng Linh, một phụ công mới chỉ 16 tuổi nhưng đang chơi tương đối chững chạc trong trận đấu với Hà Phú Thanh Hóa ngày hôm nay. Đây là vận động viên được ban huấn luyện của Bộ Tư lệnh Thông tin kỳ vọng sẽ trở thành một Bùi Thị Nga thứ hai của bóng chuyền thông tin. Lâm Anh phát bóng. Đập trồng. Phản đánh bóng của đội trưởng Lê Thị Lan. Không có ai tiếp ứng cho các tay chắn của Hà Phú Thanh Hóa. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin, 19. Thêm một điểm nữa cho Bộ Tư lệnh Thông tin, 11-9. Hà Phú Thanh Hóa xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Nếu Hà Phú Thanh Hóa thất bại trước Bộ Tư lệnh Thông tin thì điều đó cũng đồng nghĩa bảng B của nữ giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm nay đã xác định được hai đội bóng sẽ giành quyền góp mặt ở vòng đấu bán kết. Đó là Bộ Tư lệnh Thông tin và Ninh Bình Liên Việt Postbank. Trận đấu giữa Bộ Tư lệnh Thông tin và Ninh Bình Liên Việt Postbank diễn ra vào ngày mai. Khi đó sẽ chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi nhất nhì của bảng đấu mà thôi. Lúc này thì dù mới chỉ bước sang ngày thi đấu thứ hai nhưng giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền đã xác định được những đội bóng giành quyền góp mặt ở vòng đấu bán kết ở bảng A của nữ, đó là Hóa Chất Đức Giang Hà Nội. Sau khi đội bóng này đã có được hai chiến thắng với hai đối thủ trong cùng bảng đấu là VTV Bình Điền Long An và Glesimco Thái Bình. Trong khi đó ở bảng A của nam, Biên Phòng cũng đã lần lượt đánh bại Thể Công, Dự Bình Dương để giành tấm vé đầu tiên góp mặt ở vòng đấu bán kết ở giải nam. Điểm Hà Phú Thanh Hóa 10-12. Bộ Tư lệnh Thông tin sẽ cùng với Ninh Bình Liên và Postbank trở thành hai đội bóng tiếp theo chắc chắn góp mặt ở vòng bán kết nếu như Thông tin đánh bại Hà Phú Thanh Hóa trong trận đấu ngày hôm nay. Một kịch bản đang dần trở thành hiện thực
Và trận đấu muộn nhất trong ngày thi đấu thứ hai của giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền sẽ là cặp đấu giữa Hà Nội và Hà Tĩnh. Và nếu như Hà Nội đánh bại Hà Tĩnh thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc Hà Nội và đội Nam Ninh Bình đến với Postbank cũng sẽ là hai đội bóng ở bảng B của Nam dắt tay nhau tiến bước vào vòng đấu bán kết. Điểm Hà Phú Tinh Hòa 14-13. Điểm 11-13 cho Hà Phú Thanh Hóa và đây là Trịnh Thị Huyền. Trịnh Thị Huyền chỉ mới chuyển đến Hà Phú Thanh Hóa từ Hóa chất Đức Giang Hà Nội và cô thậm chí còn chưa có được một chiếc áo đấu mang tên mình. Pha ghi điểm của Kiều Trinh 14-11 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Những tình huống phát bóng tương đối khó của Hồng Linh khi mà bóng đi khá lạng và khiến cho các vận động viên bên phía Hà Phú Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn trong những pha bắt bước một của mình. Lê Thị Dung, đó là pha ghi điểm của Lê Thị Lan, đội trưởng bên phía Hà Phú Thanh Hóa, 12-15. Nguyệt Anh điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin 16-12. Trọng tài đã không bắt lỗi chạm lưới với Nguyệt Anh. Một tình huống chơi tốt của chủ công mang áo số 7 này. Chưa có lỗi chạm lưới của Nguyệt Anh. Pha đánh bóng của Nguyễn Thị Phương từ đằng sau. Kiều Trinh, đó là một pha bỏ nhỏ nhưng không qua lưới rồi. Điểm cho Hà Phú Thanh Hóa 13-16. Hoàng Thị Thảo phát bóng. Việt Hương tương đối đơn giản. Sự bọc lót mà các cô gái Hà Phú Thanh Hóa đã thể hiện trong trận đấu này cho đến thời điểm hiện tại là rất dồi dào. Nguyễn Thị Phương rời sân và Mỹ Hằng đã được trao cơ hội thi đấu. Số lúc này đang là 17-13. Nhưng về Bộ Tư lệnh Thông tin, một đường truyền dài của Nguyễn Thị Dung ra biên 4 cho Hồng Ngọc. Điểm cho Hà Phú Thanh Hóa 14-17. Chúng ta cùng xem lại tình huống truyền này của Nguyễn Thị Dung. Và sau đó là một pha đánh bóng trên chắn của Hồng Ngọc. 14-17 cho Hà Phú Thanh Hóa. Lâm Oanh và Mỹ Hằng. 18-14 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. 18-14. Tình huống phát bóng của phụ công Việt Hương. Lê Thị Dung và Hồng Ngọc. Điểm cho Hà Phú Thanh Hóa 15-18. Không chơi ở vị trí đối chuyền nhưng chủ công Hồng Ngọc vẫn luôn là tay ghi điểm số 1 cho Hà Phú Thanh Hóa ở những mùa giải gần đây. Mỹ Hằng điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin 19-15. Thank you.
Mỹ Hằng. Đó là điểm số cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Trọng tài xác định bóng rơi trong sân của Hà Phú Thanh Hóa, 20-15 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Công bằng mà nói thì nếu chỉ so về lực lượng các vận động viên nội thì Bộ Tư lệnh Thông tin vẫn là một trong những đội bóng hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay. Trong những thất bại của đội bóng này ở mùa giải 2022 thì hầu hết đều là những thất bại trước những đội bóng mà sở hữu những vận động viên ngoại xuất sắc ở mùa giải vô địch quốc gia vừa qua. Mùa giải vô địch quốc gia năm 2022 thì Bộ Tư lệnh Thông tin đã để thua trước Gelesimco Thái Bình trong một trận đấu mà Polina, chủ công Polina đã chơi xuất thần. Mùa giải vô địch quốc gia 2022 là mùa giải mà Gelesimco Thái Bình đăng quang với dấu ấn rất là. Sau đó thì tại giải bóng chuyền nữ Cúp Liên Việt Postbank, khi mà thầy trò luyện viên Phạm Minh Dũng để thua trước đội chủ nhà Kinh Bắc Bắc Ninh ở trận đấu bán kết, thì đó cũng là trận đấu mà Kinh Bắc Bắc Ninh có được chiến thắng với công không nhỏ của chủ công người Thái Lan Onuma. Còn khi mà các đội bóng không dùng ngoại binh và chỉ thi đấu với lực lượng vận động viên nội thì tại Đại hội Thể thao Toàn quốc vừa qua thì thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Dũng chính là đội bóng đã có được tấm huy chương vàng. Một điểm nữa cho Bộ Tư lệnh Thông tin, 24-15, match point cho Kiều Trinh và các đồng đội. Lâm Oanh rời sân và người vào sân đó là Khánh Huyền, một sự thay đổi ở vị trí truyền hai. Đây sẽ là cơ hội cho Khánh Huyền. Bộ Tư lệnh Thông tin đang có quá nhiều cơ hội để kết thúc sớm trận đấu này và huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đang trao cơ hội thi đấu cho Khánh Huyền. 9 match point cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Hồng Ngọc không qua được các tay chắn của Bộ Tư lệnh Thông tin. Đó là một tình huống chắn đôi với Kiều Trinh và Hồng Linh. Và như vậy là trận đấu này đã kết thúc với chiến thắng nghiêng về Bộ Tư lệnh Thông tin. Thông tin đã có được chiến thắng với những tỷ số cách biệt trước Hà Phú Thanh Hóa. Một chiến thắng 3-0 cho thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Dũng với các tỷ số lần lượt là 25-19, 25-18 và 25-15. Với chiến thắng ngày hôm nay của Bộ Tư lệnh Thông tin trước Hà Phú Thanh Hóa thì như vậy là bảng B, bảng đấu của nữ của giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền lần thứ 17 năm nay đã xác định được hai đội bóng chắc chắn giành quyền góp mặt ở vòng đấu bán kết. Đó là đội chủ nhà nữ Ninh Bình Liên Việt Postbank và Bộ Tư lệnh Thông tin. Cặp đấu giữa hai đội này vào chiều mai sẽ chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi nhất nhì của bảng B. Quý vị và các bạn thân mến, sau trận đấu này khoảng 30 phút sẽ là trận đấu cuối cùng trong ngày hôm nay, trận đấu ở bảng B của nam giữa Hà Nội và Hà Tĩnh. Xin mời quý vị và các bạn tiếp